Hello guys! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với This tutorial about Node.js Ok Và mình là Sky One Bird Rồi, vẫn như thường lệ Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về Function trong Node.js Và trước khi bắt đầu thì mình Nói một chút Mình sẽ Cập nhật tất cả các sự code của mình Và các hiểu biết của mình về Node.js Ở trên cái link git này của mình nha có gì mình sẽ cập nhật trên đấy kể cả không phải là trong tutorial này mà mình biết gì thì mình sẽ viết ở trong cái git này để cho nhỉ ok rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái documentation của cái node này để tìm xem cái nó có cái function đúng không nhỉ à, mình sẽ tìm thử nhá không có rồi không có rồi nó ở đây luôn nhỉ không có thật không có thật rồi ok không có thôi thế các bạn tham khảo luôn code của mình nhá rồi thì Hàm như các bạn đã biết thì trong JavaScript có hai loại hàm. Hàm đầu tiên đã là declare function thì thôi mình tạm thời gặp nó. Để nó là normal function được nha. Và cái tiếp theo chính là function expression được nha. Rồi thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về normal function. Normal function là gì? Các bạn học rất nhiều các ngôn ngữ rồi, thế nên cái function này thì chúng ta khai báo bình thường thôi. Như của mình khai báo sai nhỉ? function ok function xây uh, xây uh, say uh, say, uh, say goodbye goodbye rồi và trong này mình nó là còn solo còn solo chấm log rồi nha phải in ra là goodbye nha rồi chúng ta chạy thử xem cái này trước khi chạy thử chúng ta còn phải có một cái nữa đó là chúng ta phải gọi cái hàm ra để nó đi thực thi được chứ nhỉ mình quên mất rồi say goodbye rồi no app nha ok các bạn thấy được goodbye đã chạy rồi nha nó giống như cái hàm rất là bình thường thôi qua là function express thì như các bạn đã biết thì nó khai báo thông qua một cái biến ví dụ mình ở đây mình sẽ là xây xây thôi xây uh, linh tinh xây xây uh, lò thì nó suy nghĩ hơi bậy bạ tí nha ờ uh, mình say say hello đi nha say hello rồi thì đặt một cái function rồi rồi thì cái function này của mình mình còn solo còn solo ra cái uh, hello nhà rồi rồi mình sẽ chạy mình sẽ chạy nó ra thôi xây xây uh, hello rồi rồi chúng ta xem rồi thì cái hàm function express mình sẽ chạy luôn nhá để xem có chạy được cả hai hàm nhé ok như vậy goodbye và hello như vậy nó chạy ra cả hai hàm vậy câu hỏi đặt ra của chúng ta đấy là no một function khác function expression ở cái gì đấy nha thì ở đây mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ để mọi người thể thể hiểu luôn nhá mình sẽ để không gọi say goodbye bài đây nữa mình sẽ gọi ở trên này đó đấy nha. rồi mình nét lại rồi mình no app nha rồi đấy nha say goodbye bài rồi và mình sẽ lấy thử cái hàm gọi thực thi này lên trên cái này đấy nhá sau đó thì mình sẽ chạy thử nhá no app rồi các bạn thấy chưa nhỉ nó khai báo cả một đống lỗi này nó bảo là say hello không phải là một function để chưa nhỉ rồi thì các các bạn này thấy được là cái hàm no more function này thì cái function này đã được cái tệp này lúc thực thi cái node js đã đưa vào trong scope và khi mà gọi ấy, thì các bạn có gọi bất cứ đâu cũng được bởi vì đã đưa vào số cốp rồi nó đưa vào cả trước khi lúc các bạn chạy cơ được, được nha như vậy thì các bạn để gọi ở đâu bất kỳ nơi đâu được đó là cái normal function được nha nhưng còn với cái function expression này thì nó gọi cái biến mà nó được thay báo ra được nha như vậy thì nhìn như thế này thôi chúng ta đã biết được cái sự vô lý của nó rồi đó là chúng ta gọi một cái say hello khi mà chúng ta chưa khai báo một cái say hello được chưa nhỉ? rồi các bạn thấy được chưa nhỉ? rồi thì đấy là cái sự khác nhau giữa function expression và cái normal function được nha. Một cái thì gọi ở bất cứ đâu còn function expression thì nó chỉ khai báo thì nó mới có thể thực thi được được cho nha. Rồi thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái function expression này. Thì cái function expression này thì chúng ta còn có một cách gọi khác. Giả dụ như ở đây mình sẽ có 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 có, có cái gì nhỉ? Mình sẽ à, đây, mình sẽ làm cái việc này đi. Uh, và xây xây hai đi nhỉ ví dụ mình không muốn chào bằng hello thì mình sẽ chào bằng xây hai nha mình sẽ function rồi console chấm log rồi mình sẽ là hai này nha rồi và bây giờ thì mình uh, sẽ thực hiện một cái function tít trên này được đi đấy mình thực hiện một cái function này nha mình gọi là con con function nha rồi sau đó mình đặt tên nó là phân. Rồi thì ở đây mình đã gọi cái phân này ra nha. Rồi Cái hàm này của mình mục đích là để làm gì Thì mình sẽ gọi cái function này ra này Để mình gọi cái function Mà cái say được gắn vào Hay là cái say hi được gắn vào nha Mình sẽ gọi này ra nha. Và bây giờ thì mình sẽ thực thi thôi Thực thi thì mình sẽ là gì Call, call này nha Mình con phân là mình đã gọi được cái hàm này ra rồi Và giờ thì mình chỉ cần lấy cái giá trị mà nó đã được gắn vào thôi thì đấy là say hello mình không thích say hello thì mình gọi thêm một cái call function và mình say hai người nữa ok rồi sẽ enter đây rồi chúng ta sẽ chạy thử nhá xem chuyện gì xảy ra clear đi cho nó bớt no app vậy nhá rồi ok hello hai và hello và hai được gọi ra như vậy thì các bạn đã biết được cái cách sử dụng của expression, sự khác biệt giữa expression và normal function. Ok được chưa nhỉ? Thì cái cái hàm ở trên này này thì chúng ta sẽ được sử dụng đi sử dụng rất là nhiều trong cái tutorial này của mình đấy nha cái cách này là cách gọi các rất là phổ biến và rất 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 nhiều các lập trình viên sử dụng đấy nha và các bạn phải biết nha rồi ok thì các bạn để xem lại video để có thể hiểu rõ hơn hoặc có thể là comment bên dưới vấn đề mà mình chưa hiểu được nha để mình có thể trả lời ok hẹn gặp lại các bạn video sau ở à, trong video sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về modules and require